Chào các đồng chí và các bạn, chào quý vị thính giả trên kênh Tính Chiến. Tôi tên Lê Hoàng Thành, sinh năm 1962, quê quán tôi ở Rạch Giá, Kiên Giang. Tôi nhập ngũ năm 1982, thuộc đơn vị đại đội 17, trung đoàn 2, sư đoàn 330. Hôm nay tôi xin kể một số câu chuyện đời lính của tôi, những năm tháng tôi sống và chiến đấu trên chiến trường Campuchia, cho quý vị thính giả và các đồng chí chúng ta cùng nghe. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn chủ kênh Tính Chiến đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu cùng với các đồng chí cựu chiến binh và quý khán giả trên cả nước. Với lời chân thành cảm ơn. Và hôm nay tôi xin kể câu chuyện là ngày hành quân đầu tiên vào chiến dịch. Rồi những lần đó là thoát chết đó, cho chúng ta nghe. Thưa các đồng chí, tôi xin nói về đặc điểm phía tôi để cho chúng ta hiểu và thông cảm. Hôm nay tôi đã bị mất răng, rồi lại thêm cái bệnh cà lâm bẩm sinh. Trên quá trình nói có khi bị lẹo và ngọng, rồi tạo điều kiện là khó nghe, khó hiểu. Xin các đồng chí và quý khán giả cố gắng nghe và thông cảm cho. Thì tôi nhớ chính xác là ngày 13 tháng 4 năm 1984, trung đoàn đã tập trung các đơn vị của trung đoàn bộ về đơn vị trung đoàn để nhận nhu yếu phẩm và vũ khí, bổ sung vũ khí, đang dược để hành quân vào chiến dịch. Thì lúc này là trung đoàn cho biết là đúng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 1984 là nổ súng toàn trận. Thì hôm nay đã chuẩn bị lên đường hành quân là ngày 13 tháng 4. Thì nhận đạn, dược và nhu phẩm, lương thực phẩm xong hết thì lên xe, lúc hành quân bằng cơ giới. Căn cứ trung đoàn thì là đóng ở Bông Bư, ở căn cứ Am Len, đơn vị tôi thì nằm trong Ô Răng, một cái nơi gọi là Ô Răng. Đấy. Thì lên xe chạy khoảng độ là, lúc này lên xe khoảng độ là 12 giờ, 1 giờ. Thì bắt đầu là xe bắt đầu chuyển bánh, chạy ra qua ngang đường tàu. Nói ra là chạy ra U Đông. Lên là quốc lộ quốc lộ 5, một ngõ về thành phố và Phnom Penh, một ngõ về Bon. Thì ra đến là nơi U Đông này thì cũng là trời cũng vừa tối rồi. Đấy. Thì là tiếp tục là hành quân. Hành quân với một cái tư thế hết sức bí mật. Đèn là xe thì mở chỉ một bóng thôi. Mà đi đêm. Đến gần sáng thì là cán bộ là tìm những cái lùm xoài. Đưa xe và quân vô là ém quân luôn. Rồi chờ tối đi tiếp. Đi là cũng hai đêm là mới tới Banh Bon. Rồi từ thị xã Banh Bon thì hành quân đã là vào trong là Cô Tí Vê. Ấy là lúc này đi ngày, vì đường đã là đi
từ đây là nguy hiểm. Khu vực này là địch hoạt động bất là hết hết sức mạnh. Thì là đơn vị tôi rẽ vào khu chú B, chạy vào rừng cam. Đó, từ là khu chú B mà chạy về là tới trong ngã ba An Đông. Nó thì cũng là 50-60 cây số. Nó đến tới ngã ba An Đông thì trời cũng là trời cũng chiều rồi. Thì lúc này là vô tới là ngã ba An Đông thì là sư đoàn bộ, sư đoàn 330 đã về đây là xây dựng cứ hồi lúc nào rồi. Cánh bên trái thì là về hướng đó là Tà Xanh, Tà Xanh Tứ Sóc. Còn hướng đó là bên phải thẳng ra là về là Sầm Rốt, Ô Đa, rồi khu vực núi Kim Cương. Thì lúc này là các là cơ quan ban ngành, bệnh xá, bệnh viện gì của sư đoàn bộ thì đã xây dựng là căn cứ là bằng nhà dù cũng hết sức hoành tráng. Sư đoàn pháo, trung đoàn pháo là hỗ trợ là cho sư đoàn 30 thì cũng là đóng đây. Cắt đó là đỉnh là đồi ở trên đây thì cũng là sư đoàn 196 của bạn là của Campuchia, họ cũng đóng đóng trên cái đỉnh đồi. Thì đơn vị là tôi thì cũng là nghĩa quân ở dưới là phía là trên đồi tạm thời, tầm nghỉ đâu khoảng độ là 3-4 ngày đó. Khoảng độ mà hôm đó là khoảng 1 giờ chiều đó, thì cái ông là thiếu tướng Nguyễn Thế Bưng đó, mà còn gọi là ông Út Thới đó. Đó, ông tập trung trung đoàn là hai đại là ông hạ đạt mình lên thành quân. Thì là lúc này là ông móc máy, ông chụp ra máy bưu hình đó. Mà tôi nhớ ông nói câu này, ông nói là dễ gì đó là được cái cảnh này các ông chí. Đâu phải ai muốn cái cảnh này đâu, mà đó là có đâu, vinh dự lắm mới là có cảnh này, mới được tham chiến cái cuộc chiến này. Đó, nhìn cảnh vật thì phải nói tuyệt vời thật. Đó, thì thời gian làm việc đâu khoảng độ là nửa tiếng, bắt đầu là cái gì sẽ là trước hành quân. Hành quân thì nhìn thấy đó là cánh quân đi, phải nói là người cách nhau 5 mét, 7 mét, nhìn thấy cánh là quân đi là hết sức là trùng trùng điệp điệp luôn. Lúc này lính ta cũng là hào là hùng là phấn khởi. Đi một đoạn vô là ra trong hướng là Sầm Rốt đó, bắt đầu là rẽ trái. Lúc này rẽ trái này thì các đồng chí là thấy là rừng núi là đó là trùng điệp rồi, chứ không còn là rừng dầu như là từ ngoài là cua là dưới về là vào trong này nữa. Từ ngoài của chú B đó là vào là tới trong là An Đông này là rừng dầu, nó có là lưa thưa là rừng tre, hết núi này là sang núi nọ, chứ gọi là không còn đó là một vị trí nào mà bằng phẳng cả, mà là đạn đi ca, súng đi ca thì không chỉ biết mỗi một vị trí đó là hai quả, mỗi một khẩu đội gì đó là 6 cặp, 4 đồng chí là pháo, 2 đồng chí đó là bầu nòng, 1 đồng chí miệng nòng, 1 đồng chí là chân pháo. Nó còn lại thì là một số thì lính là lính ta là súng bộ binh B-40, 1 khẩu RPD, 1 khẩu dài khẩu AK. Thì đi đến là lúc này là khoảng độ 4 giờ rưỡi là lính ta là hết nước uống. Đó, các tìm suối là gặp đó là toàn là suối cạn đấy, mà lính ta thì chưa từng là tham trận mạc sử dụng nước trong cơ bản, khác thì là đó là uống cho nó vừa miệng là cho nó thỏa thích đó, cho nên là chưa có ra là đi đến đâu hết là đã hết nước. Tôi nói là tôi chứng kiến cái cảnh là khát nước cho các biết nghe, chưa từng có luôn, trong đời tôi chưa từng thấy luôn. Đấy, có đồng chí này là ta là tên là đồng chí
Lưu Quốc Cường. À, tên ở bà ba đẻ của chị là Lưu Thành Hóa. Nó ở quê ở là khóm Hòa An, phường An Hòa, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ừ, đồng chí là này đã bị bên bối bắt rồi. Cuối 84 đầu là 85 rồi đồng chí là đánh phó thuộc cho tiểu đoàn 4 là bị bên bối bắt. Sau đó là nghe đó là quân báo là nói là giải về cho Thái Lan. Nó từ đến giờ tôi không gặp đồng chí nữa. Sau thời gian về nước tôi có muốn tìm là đến về xã thăm gia đình để có tung tích của đồng chí như thế nào, nhưng mà tôi ngại không biết là gia đình họ có tin tưởng mình không, từ đó tôi ngại là tôi không tìm, cuối cùng tôi cũng không gặp đồng chí, không biết đến giờ này đồng chí còn hay là chết hay là ở đâu, có cơ hội về Việt Nam hay không, điều này tôi cũng nói là không biết. Nó kể tiếp giai đoạn khác của đồng chí nãy. Đồng chí thò tay vô trong đó là túi cốc ba lô, đồng chí lấy ra là một cái chén ra mà nước tiểu nó đỏ tươi như là nước trà đậm vậy. Tôi thấy đồng chí uống, bưng uống, rồi tôi đứng cạnh đó tôi nhìn thấy thôi đó, tôi cũng không tưởng tượng được, là nhăn mặt thôi chứ còn là cũng không đó là tưởng tượng được, mà tôi cũng khác nữa, nhưng mà đó là tôi đoán thật, công chí là nuốt nước bọt là nuốt không chạy luôn, người đói nữa. Nó không phải đói nhưng mà tại là ta ăn không nổi, nó nuốt nước nó bọt hay không chạy thì mình làm sao nuốt cơm nổi đấy. Rồi đến lúc này ta là đồng chí là có đồng chí này là tên là Nguyễn Anh Văn, quê ở Đông Thái An Biên, cũng là tỉnh Kiên Giang luôn. Đồng chí này thì là cũng đồng hương tôi, cũng thân thích, mệt quá đồng chí mới sẽ là giác hai đó là cái đạn đồng chí là tông vô trong đó là cái gốc cây, đồng chí nói là nổ đi, đồng chí như thề như nói nổ đi, nổ cho chết mẹ cái rồi ấy, nhưng mà quả đạn thì nó không nổ. Sau đó anh đại trưởng anh xuống là anh Đinh Thế Dân á, anh xuống anh cũng dỗ dành, nó thôi đi các cậu, thôi là ráng đi, ai cũng mệt cả, nhưng chúng ta đó là làm cho ai không cho mệt nhọc thì đó là chúng ta hưởng, chúng ta lãnh, thế là chúng ta được gì đâu, thôi là cố gắng đi. Rồi đó thì cũng qua tiếp tục hành quân, nó đi một lát nữa là gặp đó là thấy một đồng chí kia là vết bỏ là cái chai dầu lửa mà là để là đưa cho cho là họ quẹt đó là nhúng gòn quẹt là đang bật lửa hút thuốc đó. Đó, cái chai này là chai đó, là thuốc dầu súng của Mỹ thời xưa nhưng xài hết rồi, lấy chai dầu này là tận dụng lại là đựng dầu ba ngón tay vậy, là dài chừng là 50 phân, là dài chừng 10 phân đó. Đồng chí vứt bỏ, tôi hỏi sao vứt bỏ uổng vậy, nó là nặng quá. Rồi là đi một lát nữa là có là đồng chí kia thì vứt bỏ chai kem nhưng bằng chải đánh răng. Đồng chí này tên đồng chí Gần, quê An Giang, hỏi sao vứt bỏ rồi, nói là nặng quá rồi. Thưa công chí, tóm lại là đính ra là cái nào vứt được mà không có cái gì tác hại đến là bản thân thì lính ta vứt bỏ hết, nó nặng đó. Mỗi đồng chí mang trên người là chung chung là cũng là 30 kg, mà là mang nặng vác nặng nữa, mà là lên đồi xuống dốc là phải nói là chưa từng có luôn đó. Mà là lính chiến thì chỉ có thấy là đại đội DK Z75 với đại đội 12-8 hai vị này là phải nói là pháo nặng mà hành quân đó là đường dài hành quân theo bộ binh. Rồi là đi đến đến chiều tối, tối lại là trời giờ tối rồi, công chí rừng biên giới là đưa bàn tay nhìn không thấy đó, lính ta đứng nhau cách nhau 1 mét nhưng là không thấy bằng nhau đấy. Nhưng mà hốt cái là cái trái gì ở dưới mặt đất á, nó là sáng trưng à, chét trên trên ba lô cái này, chét trong cái kia, rồi đó là nhìn ra là ánh sáng trên ba lô đó mà đi đấy. Rồi có những là đến những là lúc là có những chỗ không có đó là cái chất đó nữa, chứ không phải là được cái là cái chất đó mà đi hoài,
nó nhà anh Quân với tốc độ bằng đêm nữa, nó công chí đi 2 cây số là 1 tiếng đồng hồ đi 2 cây số đó, mà đi sáng đêm luôn, nó dắt nặng rồi lại là mệt lại vừa thức khuya nữa, nó đi chừng 12 giờ 1-2 giờ đêm rồi công chí thấy hả, anh em người nào nấy nó ghiệu hết. Đi thôi chứ còn là ngồi xuống giải lao đó là 10 phút đó là vừa ngồi xuống là lính ra đó là ngã ra ngủ liền, ngáy liền chứ không nói gì hết. Còn tôi là nó thật công chí là giá trên vai, nhưng mà là chân thì bước nhưng mà là mắt nhắm, nó tay thì dính đó là đồng chí ở lên trước đó là lòng tôi là tôi nói thật. Đi đến đâu là hay đến đó thì là bước theo đó là chủ động mình là đang đi nữa, nó mệt nhọc rồi là nó là bể quải nó buồn ngủ đó. Đi đến là 8 giờ sáng mai đó là mới đó là có tìm được suối, là mới múc nước, vừa múc nước múc qua suối xong thì là lúc này là các đơn vị người ta đã nổ súng rồi. Rồi trung đoàn là 2 thì là của tôi là đơn vị tôi là đầu đi ra thêm là đến 12 giờ đó là mới tới, là mới tới cứ địch đó, là quấn sao người ta đó, đến 12 giờ mới là nổ súng đó. Thì là các đơn vị bộ binh là quấn đã đánh nhau đằng trước thì là lúc này là đi ca của đơn vị tôi thì không phát huy được đó, vì rừng già không phát huy được, pháo thì để ra là nằm đó, còn là lính thì cứ tản ra là ra mà tìm là hốc đá hố đá gì đó là bằng nấp tránh đạn, đạn 30 chiếu nhưng mà đó là mình xác định là theo nói là chắc nó cũng khó mà tới mình đấy, nhưng mà anh em nghe thì khiếp. Thời gian là các lực lượng binh đánh là cũng không lâu, 5 phút hồ đó, rồi là tiếng đó là xung phong đuổi là chia cái địch thì là nhận xa, gọi là cuối cùng gọi là tiếng súng im, lúc này đơn vị tôi mới lên đó, lên tổ chức cơm nước lùng sục là cái nọ là kiếm đồ ăn các thứ kiếm phẩm, đánh nhau thì không có là chốc một miếng sơn, cuối cùng lại là phản kích đó là trở lại giữa hai bên là nổ súng rồi là tiếng xung phong nghe coi là khiếp quá, thành ra có một đồng chí chính xác đồng chí tưởng là địch, chúng tôi đó là địch đến, đồng chí bị thương, cuối cùng là đồng chí là tự sát. Khi anh em tôi lên tới thì đồng chí hy sinh rồi, là lúc này là đơn vị tôi mới hành quân, tôi là nhận nhiệm vụ là chuyển qua là thay chỗ cứ của đại đội 1 của trung đoàn 1. Nó vừa qua đó là đến đó thì là pháo địch là nó bắn là còn không có đầu nổi đấy. Thì vừa lên tới thì là đồng chí là hai đồng chí bộ binh của trung 1 là nhìn thấy là cuối cùng là đồng chí nói là khẩn trương, đồng chí ơi khẩn trương lên. Thì này tôi đồng chí ngồi nhiều đó, đồng chí này quê ở là ấp Hòa Phúc xã Hòa Khánh nó huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang đấy, là xuống cái là công sự nhờ là hai chí bộ binh đó. Còn đại đội 16 thì là rẽ trái đấy, đồng chí này là nghe tiếng pháo nổ rồi khiếp quá rồi là đồng chí hội đó, quản lý của đại đội 16 đó, vì là phóng gốc cây thì chấp là phải cho mình là 65A cục trưng. Giờ thời khắc này tôi không còn nhớ ngày đấy, mà nhớ vào độ khoảng tháng 6 năm 1984. Thì lúc này là đơn vị trung đoàn 2 sư đoàn 330 đã nhận quân là đợt đầu rồi. Đơn vị tôi vào được đâu là 15 đồng chí tân binh mới. Đấy, thưa các đồng chí, là cái lẽ mà tôi là nhớ từng cái địa chỉ của từng đồng chí là nó có cái này, và mong các đồng chí hiểu cho. Dù là thời gian đã mấy mươi năm nhưng mà tôi vẫn nhớ là lý do lúc ở đơn vị là sống và chiến đấu trên đó, tôi hay thường viết thư giùm anh em
những lá thư viết cho cha mẹ, những lá thư viết cho người thân, rồi người yêu, nói cho gia đình anh em. Rồi là tôi hay điền là cái bì thư á, điền bì thư phía ngoài á, cho là anh em, bị anh em thích tôi đó là viết chữ lớn, viết chữ to đấy. Từ đó thành ra địa chỉ anh em là hình như là tôi còn nhớ rất nhiều đồng chí. Thỉnh thoảng này là đến dịp những tên đồng chí đó là tôi sẽ kể cho có là các chị nghe lần lượt những tập sau, chứ không phải tôi bày đặt, mà tôi cũng không tài ba gì, mà may mắn là tôi đến giờ này là rõ tôi vẫn còn minh mẫn, là tôi nhớ đã là những đồng chí mà tôi đã viết thư cho đã là gia đình anh em những năm tháng trước đó. Thành ra giờ này tôi còn nhớ thế thôi.